Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ test thử cái máy rửa xe Hoàng Ký ha, H3. Đây là cái hộp của sản phẩm đó. Đó. Đây là dây và súng nè. Giờ mình sẽ test thử coi thử cái máy này hoạt động có êm, có tốt không. Các bạn chờ xếp để mình đem máy này ra. Rồi, đây là toàn bộ sản phẩm chúng ta. Đây là máy nè, spon, dây dây, cần xịt, vòi sinh nối dài, đầu xịt, cái bét rửa máy lạnh, đờ, ống dây cấp nước vào, ống nối vào cái vòi xịt rửa nhà chúng ta, lọc rác, hai đầu nối ống, dây, đó. À, có thêm cái phần dây xịt của chúng ta nữa đó. Đây là toàn bộ sản phẩm trong hộp. Rồi, giờ mình thử luôn ha, nói lại. Đây, trước tiên là nối cái lọc rác này vào phần dây cấp nguồn, cấp nước. Mở ra được không? Rồi, gắn chặt cái này vô thôi. Rồi, lặn lại. Rồi, tiếp theo là lấy cái phần ống này mà trong này có một cái đầu này gắn vô máy nha mà. Rồi, trước tiên là bỏ cái này vô trước nè. Đó, bỏ vô dây. Quấn thật chặt lại rồi xí cái dây này các bạn, xí cái ống, xí cái nắp à. Đó, là xong xong phần nối cho cái cấp nước của máy đây. Rồi, nó có hai đầu ấy mà, đầu này là cái đầu cấp nước vào nè. Rồi, chúng ta gắn vậy thôi. Rồi, xong. Đây là phần nước ra, phần cấp nước ra, phần nước ra nè bạn. Lấy cái đầu này bạn gắn ở đây thôi. Rồi, rồi chúng ta làm chặt lại. Nối xong phần cấp nước vào và cấp nước ra. Đấy bạn. Rồi, giờ mình sẽ cấp điện thử ha.
vặn chặt cho các bạn đó, vặn khi nào cái này nó không rung lên được nữa nè đó là được. Ok, là cấp nước được rồi. Giờ mình thấy cái đầu vòi này đó, mình vặn vô cái vòi cấp nước này. À, trước tiên mình sẽ tháo cái này ra trước ra. Vặn lại. Cái này làm đồ vặn sẵn rồi, khỏi phải lấy vít, tiện hơn. À. Mở nước. Đó. Đây là toàn bộ cái dây cấp nước vô máy nè. Rồi. Rồi, còn đây là cái đầu dây của cái súng, cái vòi rửa nước nè, để cấp nước vô cái vòi, cái súng, cái đầu súng. Rồi, mình sẽ vặn chặt cho đây thôi. Rồi, xong. Đây là phần dây nè bạn, mở dây và cấp điện cho máy thôi. Cấp điện cho máy hả bạn? Bây giờ mình sẽ bắt tay.